lại nói. Sắc mặt của Sư Bất Dịch lúc đấy bây giờ tái nhợt, trong mắt đột nhiên chuyển động, hắn thấp giọng nói: "Trùng lão gia, chúng ta thật sự phải đi thần chiến chi địa sao?" Đám thần linh này sống lại đều đã đi tới thần chiến chi địa, vậy chúng ta đổi một con đường khác rời đi, đám lão quỷ này khẳng định không kịp ngăn trở đâu. Trung Nhạc cất bước tiến về phía trước, mỉm cười nói: "Đi thôi Sư Bất Dịch, ngươi còn thiếu khuyết một lần sinh tử ma luyện mới có thể tu thành nguyên thần thuần dương, lần này đối với ngươi chính là một cơ hội khó có được. Ngươi đã là tồn tại sắp sửa tu thành yêu thần rồi, sao có thể tham sống sợ chết như vậy?" Sư Bất Dịch không thể không đuổi theo hắn: "Không phải là tham sống sợ chết, mà ngươi đây là khiêu chiến nội tình 5 vạn năm của Tây Hoang, ngươi có biết không? Hiện tại ngươi chưa phải là thần, nhiều nhất cũng chỉ là tính là một tôn bán thần mà thôi, còn chưa bằng được môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn các ngươi nữa kìa, làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ được đây?" "Nội tình 5 vạn năm của Tây Hoang, khiêu chiến thì khiêu chiến thôi." Trung Nhạc cười lạnh nói: "Nếu ta lại né tránh, vậy Đại Hoang liền tránh không thoát được rồi, không bằng cứ đơn giản liều mạng một phen giết ra Tây Hoang. Sự tôn kính của các tộc không phải là do nhượng bộ lui binh mà có, lui cả đời cũng không đạt được sự tôn kính đâu, tôn kính là phải đánh ra giết ra mà có kìa." Sư Bất Dịch nhất thời cảm giác được sát khí vô cùng mãnh liệt từ trên người hắn phóng thẳng lên cao, lay động thương vân, nhất thời cảm thấy hai hùng khiếp vía, phảng phất như bên cạnh hắn không phải là một gã thiếu niên nhân tộc, mà là một thanh đao đã rút ra khỏi vỏ, tràn ngập chiến ý và sát ý. Thanh đao này có thể vượt qua mọi chông gai, cũng có thể sát sinh, giết thần, giết ma. Bụi gai ngăn cản ở trước mặt, chém bay bụi gai. Vạn tộc ngăn cản ở trước mặt, chém giết vạn tộc. Thần ma ngăn cản ở trước mặt, chảm sát thần ma. Đây chính là một cỗ ngoan kính như thế, hung tàn tới mức khiến cho Sư Bất Dịch cũng phải liên tục dùng mình mấy cái. "Cái tên này quá bá đạo rồi, vẫn là còn trẻ tuổi, tâm cảnh không trầm ổn bằng ta." Trong lòng Sư Bất Dịch yếu ớt nói: "Ta trầm ổn như vậy còn bị tiểu tử này chấn áp xuống, bị hắn biến thành tọa kỵ, quả thật là không có thiên lý mà, thương thiên không có mắt mà." Tại thần chiến chi địa, phiến thần chiến chi địa kéo dài mấy vạn dặm này là con đường mà môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn nhân tộc kiếm thần đã từng đi qua. Con đường này kiếm thần đã vì bảo hộ nhân tộc mà mở ra, đái lĩnh bọn họ tìm tới một mảnh tịnh thổ. Vì vậy một thanh trường kiếm giết ra Tây Hoang, dùng thần huyết của Tây Hoang và máu tươi của chính mình đạp ra con đường này. Trong thần chiến chi địa chôn xương vô số, mai táng thi cốt của từng tôn tồn tại cường đại trong Tây Hoang năm xưa, cũng mai táng từng tôn thần linh, từng tôn thần ma. Đồng thời đồng dạng chôn xương ở đây còn có rất nhiều tiên hiển nhân tộc đã chiến tử. Không kẻ nào từ nhỏ đã là nô lệ, là lương thực trong miệng những chủng tộc khác, nhưng không muốn làm nô lệ, không muốn làm lương thực, thức ăn, chỉ có liều mạng đánh một trận. Năm xưa kiếm thần liều mạng đánh một trận, xuất lĩnh nhân tộc gian khổ lập nghiệp, mở ra Đại Hoang. Mà hiện tại Trung Nhạc lại tới nơi này, cũng sẽ liều mạng đánh ra một trận. Hắn liều mạng đánh một trận, muốn giết ra chính là tôn nghiêm của nhân tộc, sự tôn kính của các tộc. Lúc này, thần chiến chi địa đã bất đồng so với trước đây. Trước đây, nơi này khắp nơi đều là dư uy thần chiến chưa tan, dư ba thần thông phiêu đãng, các loại thần quang không ngừng chớp động, còn có mảnh vỡ của các loại thần binh lợi khí, còn có mảnh vỡ của bí cảnh thần linh, mà trong đại trạch minh mang còn có không biết bao nhiêu thi cốt thỉnh thoảng từ trong một lầy chu lên. Mà hiện tại toàn bộ thần chiến chi địa tràn ngập thần thánh trang nghiêm, các đại thần tộc Tây Hoang cơ hồ đều đã tới đây, từng vị tế ti các tộc hình dung túc mục ở trong thần chiến chi địa bày ra từng cái trận thế thật lớn, xây dựng ra từng tòa tế đàn. Có tế đàn phân chia thành 6 cạnh 13 tầng, có tế đàn là 8 cạnh 5 tầng, có khi chỉ là một tòa lầu cao, có thần linh được cung phụng ở trong đó, có khi là một gian điện thờ thật lớn, trước điện thờ hương khói lượn lờ, trong điện thờ là một cỗ thần thi, còn có tế đàn thì cung phụng thần binh, tế luyện thần binh thành linh. Hiện tại, từng tôn thần linh bị thức tỉnh lại, từng kiện thần binh sống lại, tản mát ra thần uy ngập trời, chấn áp, chấn trụ, đám thần thông tàn dư trong thần chiến chi địa kia, khiến cho phiến tuyệt địa này trở nên không còn nguy hiểm như vậy. Trung Nhạc và Sư Bất Dịch đi tới sát biên giới thần chiến chi địa, từ xa nhìn lại, một người một sư đều lặng lặng, không nói lời nào. Tây Hoang có bao nhiêu tôn thần binh đây, hiện tại còn sống, kể cả uy huyết thần cũng chỉ có 4 tôn. Tây Hoang có bao nhiêu tôn thần linh, cái này liền không ai biết được.
thần tộc Tây Hoang thật sự quá nhiều. Có thần tộc mặc dù chỉ còn lại một hai tộc nhân, nhưng có khả năng vẫn còn có thần linh phù hộ cho bọn họ. Dù sao mỗi một thần tộc cũng đều có lịch sử huy hoàng. Thậm chí có chút thần tộc không chỉ cung phụng một tôn thần linh. Trong Tây Hoang cụ thể có bao nhiêu thần linh đang tiếp nhận cung phụng, tiếp nhận tế tự, thật sự không ai biết được. Trung Nhạc từ xa nhìn về phía trước, chỉ thấy khí tức của từng tôn thần linh và thần binh dâng trào, một tầng rồi lại một tầng, vẫn luôn kéo dài tới sân mạch Liên Vân, cách đó mấy vạn dặm. Con đường này đã định trước là cực kỳ khó đi. Trung Sơn Thế, lưu lại uy huyết thần, ngươi còn có thể biểu đạt một chút thiện ý và kính ý với các tộc Tây Hoang chúng ta. Mà các tộc Tây Hoang chúng ta cũng sẽ biểu đạt một chút thiện ý và kính ý với ngươi. Trước một tòa thần đàn, đại tế ti của quỷ thần tộc là một tồn tại cảnh giới thông thần cảnh gần như viên mãn, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Trung Nhạc, thanh âm đinh tai nhức óc: nếu ngươi vẫn khư khư cố chấp như vậy, vậy thì mời lên đường đi, chư thần các tộc Tây Hoang chúng ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, tiến về phía trước, nhàn nhạt nói: các thần tộc Tây Hoang thật thú vị, tên Hiếu Vô Kỵ kia liên tiếp tiêu diệt mấy tộc các ngươi, chiếm đoạt mấy thần tộc, thậm chí ngay cả thần linh của mấy thần tộc kia cũng bị hắn tiêu diệt. Nhưng các ngươi không tập hợp lại cùng một chỗ, liên thủ thảo phạt hắn ta. Trong lòng Sư Bất Dịch lo lắng bất an, kiên nhẫn đi sát sau lưng của hắn, Trung Nhạc lộ ra thần sắc trào phúng, thản nhiên nói: Hiếu Mang lão tổ giết chết mấy tôn thần minh của Tây Hoang các ngươi, mấy tôn thần minh còn lại may mắn còn sống sót, lại trốn chui trốn lủi, kéo dài hơi tàn. Hiếu Mang lão tổ rõ ràng là đã bỏ mình, chỉ còn lại có linh hồn ẩn núp trong Hiếu Mang thần miếu, các ngươi lại không hề liên thủ thảo phạt hắn ta. Ngươi là muốn nói cái gì đây? Trên tế đàn sơn thần tộc, một tôn sơn thần chiêu linh không người nhìn xuống, vươn mấy bàn tay ra, con mắt trong lòng bàn tay rơi xuống trên người Trung Nhạc, thanh âm ầm ầm chấn động, quát hỏi: nhân tộc, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trung Nhạc tiếp tục tiến về phía trước, thần sắc trào phúng trên mặt càng lúc càng đậm, hắn cười ha hả nói: 13 tôn thần minh tiến về Côn Tinh, bị côn thần của côn tộc giết chết 12 tôn, chỉ còn lại một tôn sống sót chạy trốn trở về. Các ngươi với côn tộc chính là huyết thải thâm cừu, bất cộng đái thiên, nhưng thời điểm côn thần hàng lâm, các ngươi lại vẫn co đầu rút cổ không ra, không hề nói tới chuyện thảo phạt. Mà ta hiện tại bất quá chỉ bắt giữ một tôn thần minh, các ngươi liền chạy tới đòi thảo phạt ta, muốn tiến ta lên đường sao? Thần linh của Tây Hoang, thần tộc của Tây Hoang sao? Hắn bước đi càng lúc càng vững vàng, khí thế càng lúc càng mạnh, khuấy động phong vân. Phong vân giữa không trung biến ảo, hóa thành một vòng xoáy hắc sắc thật lớn, mây đen chằng chịt, trong vòng xoáy sấm chớp rền vang, răng sắc đánh loạn. Thần linh chó má cái gì chứ? Thần tộc chó má cái gì? Không phải chỉ là một đám quen thói bắt nạt kẻ yếu, lấy nhiều khi ít thôi sao? Trung Nhạc cất bước tiến về phía thần chiến chi địa, cách tòa tế đàn đầu tiên càng lúc càng gần. Trước tế đàn, cường giả thần tộc số lượng lên tới mấy nghìn, cấu thành một tòa thần trận. Thần trận vận chuyển, phát ra khí diễm ngập trời, va chạm với khí thế của hắn. Ầm 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 ầm, thanh âm nổ vang liên miên không dứt. Trung Nhạc cất tiếng cười to, sau lưng tuôn ra hai đạo thần quang, hóa thành hai thanh trường đao giao thoa cắm ở sau lưng hắn. Nội tình 5 vạn năm chó má cái gì? Một đám gà đất chó xanh. Chỉ vì nhân tộc ta yếu thế, nếu nhân tộc ta mạnh mẽ, các ngươi ai dám cản ta đấy? Nhân tộc! Trên từng tòa tế đàn, đám thần linh nhất tề nổi giận, nhao nhao quát lớn, thanh âm rung trời. Làm can! Sư Bất Dịch cũng bị lời nói của Trung Nhạc khiến cho khí huyết cuồn cuộn, nhiệt huyết trong lồng ngực dâng trào. Hắn bật cười ha hà nói: nói thật hay, nói không sai. Sở dĩ yêu tộc ta có thể ngang hàng với các tộc, chính là do tổ bối chúng ta đã giết ra sự tôn trọng, sự tôn nghiêm. Nếu không chấm giết một trận long trời lở đất kia, bọn họ sao có thể cho phép ngươi cùng đứng cùng ngồi được? Trung Nhạc lạnh lùng nói: không phải là cùng đứng cùng ngồi, mà nhân tộc ta muốn làm linh trưởng của vạn tộc. Chúng sân thị, bớt xàm ngôn đi. Đại tế ti của quỷ thần tộc rộng mạnh một cái thanh quyền trượng trong tay, mở miệng quát lớn: mời vào trận, tiễn ngươi lên đường. Trung Nhạc rút cuộc cũng tiếp xúc với tòa thần trận đầu tiên. Tòa thần trận này sớm đã được rất nhiều cường giả Tây Hoang thôi động, các loại văn lộ đồ đằng ở trong trận quay cuồng.
Không biết bao nhiêu văn lộ đồ đằng cùng nhau tụ hội, hóa thành hư ảnh một tôn thần ma đỉnh thiên lập địa. Hư ảnh thần ma mở miệng giống giận, hai bàn tay chắp lại ở trước ngực. Vô số văn lộ đồ đằng ngưng tụ lại, hóa thành hư ảnh một thanh thần kiếm cầm trong tay, phát ra quang mang sáng lạn và chói mắt. Hư ảnh thần ma lại giống lớn một tiếng, lại có thêm hai cánh tay nữa mọc ra. Hai tay chắp lại với nhau, lại xuất hiện thêm hư ảnh một thanh thần kiếm nữa. Pang pang pang. Từng tiếng vang khẽ, từng đầu cánh tay, có đôi, có cặp mọc ra. Hư ảnh từng thanh thần kiếm từ trên xuống dưới lần lượt xuất hiện, từ xa nhìn lại giống như một lưỡi cưa âm xâm vậy. Hư ảnh thần ma há miệng giết gào, hư ảnh trên 100 thanh thần kiếm sẽ tan thiên địa, chém thẳng xuống Trung Nhạc. Uy năng của tòa thần trận này mênh mông mà bát ngát, thực lực của hư ảnh thần ma thật sự đáng sợ. Hẳn là các tộc Tây Hoang lần này có chuẩn bị mà tới, trước muốn cấp cho Trung Nhạc và Sư Bất Dịch một cái hạ mã uy. Trung Nhạc trở tay rút đao, một đạo thần quang từ sau lưng phóng thẳng lên cao. Thái Dương thần đao quang mang vạn trượng, nghênh đón từng thanh thần kiếm, nghênh đón hư ảnh tôn thần ma kia, nghênh đón tòa thần trận khủng bố này, một đao chém xuống. Một đao này, đao quang chiếu rọi toàn thể thần chiến chi địa. Uy thế một đao này bẻ gãy nghiền nát, cắt ra hư ảnh tôn thần ma nhìn như mạnh mẽ vô cùng kia, chặt đứt hư ảnh từng thanh thần kiếm, chém thẳng vào trong thần trận, cắt thẳng xuống đầu từng gã cường giả Tây Hoang. Ầm ầm. Đại trận run rẩy kịch liệt, mặt đất nứt ra, tòa thần trận này bị một đao của hắn chém thành hai mảnh. Trung tâm đại trận lập tức xuất hiện một con đường rộng chừng gần một dặm, toàn bộ đám văn lộ đồ đằng tụ hội đều bị cắt ra làm đôi. Trung Nhạc thu đao, trở tay cắm Thái Dương thần đao vào sau lưng mình, vẫn như cũ là hai đao giao thoa. Hắn phất lên y phục, cất bước tiến vào trong đại trận bị chém thành hai mảnh kia, như đi vào chỗ không người, tiến về phía thần linh của tòa tế đàn đầu tiên. Mà trên con đường rộng gần một dặm này, từng gã cường giả thần tộc đứng thẳng ở nơi đó, không chút cử động. Bọn họ đều đã bị đao quang của Thái Dương thần đao chém trúng. Trung Nhạc thu đao, bọn họ vẫn như cũ đứng thẳng không ngã, trên người không có bất kỳ vết thương gì. Giết! Đại tế ti của quỷ thần tộc quát lớn. Giết! Đám cường giả thần tộc hai bên đại trận kia nhất tề quát lớn, phóng vọt về phía Trung Nhạc và Sư Bất Dịch. Tiếng quát còn chưa dứt, trên con đường rộng gần một dặm, đám cường giả thần tộc kia đột nhiên phốc phốc ngã xuống đất. Toàn bộ nguyên thần trong cơ thể bọn họ không ngờ đều đã bị Thái Dương thần đao chém chết, không có nguyên thần của một người nào có thể chạy thoát được. Giết! Sư Bất Dịch tức giận giống lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, càng lúc càng cao, hóa thành một con cửu đầu sư tử cao tới mấy ngàn trượng. Chín cái đầu đồng thời giết gào, giống như chín con sư tử đồng thời giống lớn vậy. Hai bên thần trận, đám cường giả thần tộc Tây Hoang lại một lần nữa thôi động đại trận phát động công kích. Lần này đại trận đã có chút biến đổi, khác với thần nhân trăm cánh tay vừa rồi. Trận pháp trở nên càng kỳ lạ hơn, hóa thành một con thần điểu giang cánh bay cao. Trung Nhạc và Sư Bất Dịch hành tẩu bên trong trận pháp, cả tòa trận pháp hóa thành đồ án thần điểu. Vô số đạo văn lộ đồ đằng phóng vọt tới, đan sen hóa thành tim, gan, lá phổi, thận, mật, dạ dày, đại tràng, ruột non, bàng quang của thần điểu. Vậy mà nhét Trung Nhạc và Sư Bất Dịch vào trong lục phủ ngũ tạng của thần điểu. Tòa thần trận này là mô phỏng năng lực tiêu hóa khủng bố của thần điểu. Muốn hoàn toàn tiêu hóa Trung Nhạc và Sư Bất Dịch, tim, gan, lá lách, phổi, thận là lực lượng ngũ hành, mật, dạ dày, đại tràng, ruột non, bàng quang là lực lượng tiêu hóa ăn mòn bài tiết, đều là từng loại trận pháp phong ấn, luyện hóa và chấn áp do không biết bao nhiêu văn lộ đồ đằng thần cấp hóa thành. Các loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, vì vậy khiến cho tòa đại trận thần điểu này trở nên cực kỳ khủng bố. Nhưng chiến cái đầu của Sư Bất Dịch há miệng rít gào, thanh âm kinh thiên động địa truyền tới trong tai tất cả cường giả thần tộc, chấn cho màng tai những cường giả này nổ tung, thất khiếu chảy máu, trận pháp nhất thời vận chuyển trì trệ, uy năng tổn hao rất nhiều. Bước chân của Trung Nhạc không ngừng, sắc mặt bình tĩnh như thường, mà đại sư tử thì thân cao mấy ngàn trượng, đi theo ngay sau lưng của hắn, một mực thủ hộ an toàn cho hắn. Sư Bất Dịch tay cầm bát cực hung binh, hóa thành bát cực sát trận, chém ra đại trận thần điểu, rào sát hàng trăm cường giả thần tộc ở trong bát cực sát trận. Dưới sự thủ hộ của hắn, những nơi Trung Nhạc đi qua không chút phong ba, không có nửa phần thần thông và sát cơ có thể lan tới bên cạnh của hắn. Sư Bất Dịch phá trận nhanh như gió, đợi tới khi Trung Nhạc đi tới sát biên giới của tòa tế đàn đầu tiên, đại trận thần điểu đã bị hắn phá vỡ. Trên mặt đất lại có thêm từng cỗ thi thể của
của cường giả thần tộc. Cung phụng trên tòa tế đàn này là một tôn thần linh của quỷ thần tộc. Cặp mày đại tế ti quỷ thần tộc nhíu chặt, thôi động cây quyền trượng trong tay. Cây quyền trượng kia là do 5 cái đầu lâu gắn cùng một chỗ. Thân trượng là một đoạn bạch cốt. Vừa nhận được pháp lực của cường giả tồn tại bán thần này, 5 cái đầu lâu nhất thời há miệng gào thét, âm thanh càng lúc càng lớn, lan tỏa thần uy khủng bố. Đây rõ ràng là thần binh dùng đầu lâu thần minh luyện chế mà thành. 5 cái đầu lâu mở ra cái miệng lớn, nhao nhao phóng về phía Trung Nhạc, không ngừng muốn cắn xé hắn. Đừng mơ tưởng. Sư Bất Dịch quát lớn một tiếng. 5 cái đầu lâu còn chưa đi tới bên cạnh Trung Nhạc đã bị Bát Cực Khung Binh ngăn cản lại, bạo phát 5 tiếng nổ vang. Đại tế ti của quỷ thần tộc nhìn chằm chằm Sư Bất Dịch, thanh âm ầm vang. Đại sư tớ, giữa ta và ngươi cũng tính là giao tình không cạn, vì sao ngươi ngược lại đi trợ giúp nhân tộc vậy? Chẳng lẽ ngươi đã bị kẻ này hàng phục, đã trở thành tọa kỵ của tên nhân tộc này rồi sao? Thật không biết nhục. Sắc mặt của Sư Bất Dịch ửng đỏ, giận quá hóa cười. Đánh rắm, ta tại sao lại bị nhân tộc hàng phục cho được? Ta chỉ là nhìn trước mắt hành vi của thần tộc Tây Hoang các ngươi, nổi lên ý định cùng nhau đối địch mà thôi, cho nên mới giúp hắn một tay. Đối diện với đại nghĩa chủng tộc, giao tình giữa ta và ngươi thì tính là cái gì? Đại tế ti quỷ thần tộc lưu nhanh về phía sau, ẩn vào trong không gian biến mất, không thấy đâu nữa. Hắn ẩn thân chạy loạn bên trong không gian, tiến vào trong thần trận đã bị vỡ nát kia, tùy thời đánh lén, thanh âm phiêu hốt, chợt trái, chợt phải, chợt cao chợt thấp, cười lạnh nói: "Người rõ ràng đã trở thành tọa kỵ cho hắn ta rồi, còn mạnh miệng giả biện sao? Lúc Khiếu Vô Kỵ chiến đấu với Uy Huyết Thần, ta cũng đang ở đó, chính mắt thấy cảnh hắn cưỡi trên lưng của ngươi xung phong đánh tới kìa." Cái tên này chính là bức ta giết người diệt khẩu á. Sư Bất Dịch đang đằng sát khí, xuất thủ cũng không lại bảo lưu nữa. Yêu thần minh vương quyết của hắn đã được Trung Nhạc bổ toàn, trải qua mấy ngày nay chuyên cần khổ luyện, thực lực tăng vọt, cộng thêm đánh một trận với Uy Huyết Thần, lại có tinh tiến, lúc này hắn đã triệt để động sát tâm. Mà lúc này Trung Nhạc đã leo lên tòa tế đàn đầu tiên, chỉ thấy một tôn quỷ thần chi linh vĩ ngạn đang ẩn nấp trong không trung trên tế đàn. Trên tế đàn mơ hồ vang lên thanh âm lê dân tế tự. Trung Nhạc dõi mắt nhìn về phía sau tế đàn, chỉ thấy cách thần chiến chi địa một quãng xa xa, vô số con dân quỷ thần tộc đang quỳ rạp triều bái, dập đầu về phía tế đàn. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng thanh âm cung bái vẫn như cũ có thể nghe thấy rõ ràng. Trên dưới 100 vạn lê dân tiến hành tế tự, Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện to lớn bậc này, trong lòng không khỏi rung động. Hắn lại nhìn về phía xa hơn, tràng diện lại càng rung động hơn. Không biết bao nhiêu tộc nhân thần tộc đang dưới sự xuất lĩnh của các tế ti tiến hành tế bái từng tòa tế đàn, cung dưỡng các thần linh, khiến cho các thần linh tỉnh lại, thần binh sống lại. Thật ra, muốn tiêu diệt tôn quỷ thần chi linh trên tế đàn này cũng vô cùng đơn giản. Đó là trực tiếp tiêu diệt tất cả con dân quỷ thần tộc. Đã không còn tế tự, quỷ thần chi linh tự nhiên sẽ ảm đạm, lâm vào ngủ say, liền sẽ có khả năng bị chém chết. Mà nếu các con dân cuồn cuộn không ngừng tế tự, mặc dù chém chết tôn thần linh này, hắn cũng sẽ một lần nữa đoàn tụ trở lại, sẽ không triệt để tử vong. Bất quá, loại chuyện động một chút liền diệt tộc như thế này, Trung Nhạc vẫn là làm không được. Phong Vô Kỵ có thể làm ra loại sự tình này, nhưng bản thân Trung Nhạc vẫn có nguyên tắc của chính mình. Lần này, các thần tộc Tây Hoang ước chiến ở đây, thần tộc chính là dựa theo quy củ mà làm, vì vậy Trung Nhạc tự nhiên cũng sẽ dựa theo quy củ. Trận chiến này không phải là vì diệt tộc mà là vì tôn nghiêm. Một trận chiến này, hắn là muốn dẫm lên tôn nghiêm của các tộc. Hắn ứng hẹn tới đây chính là muốn ngay trước mặt các tộc mang đi Uy Huyết Thần, quét một chút mặt mũi của các đại thần tộc, chính là muốn chiến đấu ra tôn nghiêm cho nhân tộc. Tràng diễn thật là hoành đại. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía tôn thần linh của quỷ thần tộc kia, mỉm cười nói: "Mời." Hắn nhìn về phía từng tòa tế đàn sâu bên trong thần chiến chi địa kia, cất cao giọng nói: "Các vị, mời." Trên từng tòa tế đàn vang lên một tiếng thét to, đinh tai nhức óc: "Trung sân thí, nhân tộc, mời." Thanh âm còn chưa tiêu tán, tôn quỷ thần chi linh kia đã cúi người xuống, đột nhiên thét lên một tiếng, thanh âm chói tai chui vào trong màng tai của Trung Nhạc, giống như có vô số oan hồn lệ quỷ đang đòi mạng, quấn lấy nguyên thần của hắn. Trong thức hải của Trung Nhạc, vô số văn lộ đồ đằng đột nhiên hiện ra, hóa thành vô số oan hồn bay múa đầy trời. Trong thức hải nhất thời tràn ngập hung hiểm,
Thức Khải Lôi Trì mênh mông bát ngát, bị oán niệm ô nhiễm, trở nên vô cùng tanh hôi, thuần một màu huyết hồng sắc. Trong Thức Khải Lôi Trì, từng cỗ thi thể phiêu phù vô cùng quỷ dị. Trung Nhạc không thể thôi động được tinh thần lực, đột nhiên chỉ thấy vô số oan hồn kia đồng loạt chui vào trong cơ thể nguyên thần của hắn. Ngay sau đó, tôn quỷ thần Chư Linh kia cũng biến mất khỏi trước mặt Trung Nhạc, xuất hiện ở trong Thức Khải Trung Nhạc, hai tay thọc vào buồng tim của hắn. Tôn quỷ thần Chư Linh này mặc dù đồng dạng với Uy Huyết Thần, cũng đều là quỷ thần tộc, nhưng thủ đoạn của hắn lại hoàn toàn bất đồng với Uy Huyết Thần, càng là tà quỷ hơn, càng khó lòng phòng bị hơn. Nếu là xung đột chính diện, Trung Nhạc căn bản không chút sợ hãi, nhưng nhục thân tôn quỷ thần Chư Linh này đã chết đi, cho nên có thể tránh giao chiến trực diện mà tiến hành công kích từ phương diện tinh thần ô nhiễm thức hải, khiến cho Trung Nhạc không thể vận dụng tinh thần lực lại công kích nguyên thần, dùng thần linh của chính mình mạnh mẽ va chạm với nguyên thần của Trung Nhạc. Trên tế đàn, toàn thân Trung Nhạc cứng ngắc, không thể động đậy, bị quỷ thần Chư Linh triệt để khống chế. Mà lúc này, trên tế đàn Sơn Thần ở đằng xa, Sơn Thần Chư Linh bật cười ha hả, phóng nhanh tới. Bốn cánh tay mở ra, từ trong bốn quả thần nhãn trong lòng bàn tay của hắn bắn ra bốn đạo quang trụ, công kích về phía Trung Nhạc. Ngay phía sau bốn đạo quang trụ, bốn bàn tay kích thước chừng trăm mẫu cũng đồng thời hung hăng mà vỗ xuống. Chỉ trong nháy mắt, Trung Nhạc đã tao ngộ hiểm cảnh. Đã tiến vào thức hải của ta, ngươi còn muốn làm mưa làm gió hay sao? Đột nhiên Trung Nhạc bật cười ha hả. Trong thức hải nhất thời đại phóng quang minh, Tọa Hoàng, Tọa Thụ và Hỏa Kỳ Cung chậm rãi xuất hiện. Trong một sát na đã xua tan toàn bộ oan hồn trong thức hải, biến chúng thành từng đạo khói xanh. Trong nguyên thần của hắn, một con đại nhật kim ô chợt vỗ cánh bay ra, chính là chân linh tiên thiên kim ô, vỗ cánh bay lên giữa không trung, dang rộng cặp cánh, hóa thành một vầng đại nhật. Đại hỏa ngập trời, từ trong vầng đại nhật này dập trời ngập đất tuôn ra, thiêu đốt toàn bộ thức hải một lần, toàn bộ thi thể trong thức hải nhất thời tan rã. Nguyên thần Trung Nhạc tọa trấn trong Hỏa Kỳ Cung, giống như một tôn đại đế trấn áp vạn tộc, chư thiên chi đế vậy. Hắn giơ tay lên cầm lấy Tọa Thụ, mạnh mẽ đè xuống, trấn áp tôn quỷ thần Chư Linh kia bên dưới Tọa Thụ không thể động đậy. Trên tế đàn, cặp mắt Trung Nhạc đột nhiên mở ra, lúc này bốn đạo thần quang đã kích xạ xuyên thấu nhục thân của hắn, đánh ra bốn lỗ máu. Đồng thời, bốn bàn tay của Sơn Thần Chư Linh cũng ầm ầm vỗ xuống, bao phủ tế đàn, khiến cho hắn không đường để chạy. Muốn đả thương ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Hai đạo đao quang giao thoa phóng lên, bốn cánh tay tôn Sơn Thần Chư Linh lập tức rơi xuống. Sơn Thần Chư Linh vội vàng lùi về phía sau, lại thấy hai thanh thần đao một lần nữa giao thoa, hóa thành một cây kéo khổng lồ đáng sợ, giống như hai con du long răng rắc một tiếng cắt xuống. Nhất thời, cái đầu của Sơn Thần Chư Linh cũng rơi xuống đất. Oanh một tiếng, đột nhiên từng khối tàn thi của tôn Sơn Thần này chợt hóa thành từng đạo linh quang từ dưới đất bay lên, nương theo thanh âm tế tự quay trở về trên tế đàn Sơn Thần, ngưng tụ thành hình, lại hóa thành Sơn Thần Chư Linh không hề bị thương tích chút nào. Đây chính là tác dụng của lực lượng tế tự. Thần linh che chở chúng sinh, mà tế tự của chúng sinh cũng sẽ che chở cho thần linh, duy trì thần linh vĩnh sinh bất diệt. Trung Nhạc nhất chân bước ra một bước, trong lúc bất chợt đã bước đi đến trước tế đàn Sơn Thần. Ở nơi này rất nhiều cường giả Sơn Thần tộc đã kết thành một tòa đại trận chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy Trung Nhạc tiến tới, lập tức nhất thể quát lớn một tiếng. Đại trận Sơn Thần lập tức thôi động, vô số văn lộ đồ đằng dung hợp lại, tạo thành hư ảnh một tôn Sơn Thần đỉnh thiên lập địa. Mà tôn Sơn Thần Chư Linh trên tế đàn Sơn Thần kia đang muốn từ trên tế đàn bước xuống, tiến vào trong đại trận dung hợp với hư ảnh tôn Sơn Thần kia. Chỉ cần cả hai hòa làm một thể, thực lực của hắn sẽ liền bạo tăng một bậc. Sư tử tọa của ta ở đâu? Trung Nhạc đột nhiên há miệng hét lớn. Sư tử tọa ở đây. Sau lưng hắn, toàn thân Sư Bất Dịch đẫm máu, tay đang cầm một cái đầu, chính là cái đầu của đại tế ti quỷ thần tộc, đã bị hắn chém xuống cầm ở trong tay. Bộ dáng Sư Bất Dịch đang đằng sát khí, cầm lấy mái tóc dài của đại tế ti quỷ thần tộc buộc lại ở bên hông, phốc một tiếng nhảy lên thật cao, tiến vào trong đại trận cười ha hả. Muốn hợp thể sao? Đâu dễ như vậy, trước phải qua cửa ái của sư mẫu này rồi hãy nói đi. Tám kiện hung binh bùng phát sát khí ngập trời, không ngừng chém loạn đám cao thủ Sơn Thần tộc. Sư Bất Dịch há miệng giống lớn, chín đạo thanh âm gào thét trọng điệp lại với nhau, không ngừng oanh kích đại trận, quấy nhiễu sự vận hành của trận pháp. Mà Trung Nhạc thì bước ra một bước, hai tay cầm hai thanh thần đao, đao lên đao xuống, không ngừng chém ra đại trận, kể cả tòa tế đàn phía sau đại trận.
Bốn cánh tay của Sơn Thần Chi Linh không ngừng tung bay, lực lượng đánh ra khiến cho không gian cũng phải run rẩy. Cận thân quần chiến với Trung Nhạc, hai đạo thân ảnh ở giữa không trung không ngừng giao thoa. Đột nhiên đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống, cái đầu không có mặt mũi của Sơn Thần lăn lóc lóc trên mặt đất, bị Trung Nhạc một cước dẫm thẳng vào trong lòng đất, phốc một tiếng vỡ tung tóe. Thanh âm tế tự lại rào rào truyền tới, Sơn Thần Chi Linh một lần nữa tái hiện, lập tức phóng người lui nhanh về phía sau. Trung Nhạc cười lạnh một tiếng, vươn tay chụp về phía trước, chỉ thấy bàn tay của hắn trong lúc bất chợt biến mất vào trong không gian, giống như là cắm thẳng vào trong không gian vậy. Ngay sau đó, không gian sau người Sơn Thần Chi Linh chợt vặn vẹo, trong không gian phảng phất như có một bàn tay cật lực muốn phá vỡ sự trói buộc của không gian, muốn vươn ra ngoài vậy. Nhưng bàn tay này thủy chung cũng không thể vươn ra được, mà chỉ có thể ép không gian thành một tấm màng, hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ bên trong tấm màng không gian, bắt lấy thân thể của Sơn Thần Chi Linh, kéo hắn lùi về phía sau. Ta vẫn chưa thể triệt để đánh vỡ không gian, so với thần binh chân chính vẫn còn thua kém một bậc, chỉ là tương đương với thánh linh sắp sửa thành thục mà thôi. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ. Đột nhiên từ xa xa chợt vang lên tiếng sấm vang vọng, một tôn thần linh của Lôi Điểu thần tộc chợt từ trên tế đàn vô cánh bay lên. Cánh chim khẽ chấn động đã bay tới trước mặt Trung Nhạc. Tôn thần linh Lôi Điểu đầu chim thân người chân chim này giơ cao móng vuốt chảo xuống, xoạt một tiếng đã chụp xuống sau gáy của Trung Nhạc. Wow! Một tôn thần linh của Kim Thủy Bạo Viên thần tộc cũng vỗ ngực hống lớn, chợt vươn tay bắt lấy một cây gậy dài kim quang sáng lạn trên một tòa tế đàn gần đó, phóng người bay lên, ầm một tiếng hạ xuống đất, quơ gậy quét ngang về phía Trung Nhạc. Mà trong một gian điện thờ, một cỗ thần thi đột nhiên cử động thân thể, vươn người đứng dậy, phóng như điên về phía Trung Nhạc. Thời điểm chạy ngang qua một tòa tế đàn, hắn vươn tay bắt lấy hai mặt đại bạt trên tế đàn, mạnh mẽ vỗ một cái, tiếng bạt vang vọng mãnh liệt, trùng kích thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc bị lợi chảo của thần linh Lôi Điểu chảo lấy cái đầu, móng vuốt của tôn thần linh Lôi Điểu này vô cùng kỳ quái, không ngờ lại có tới 9 cây vuốt nhọn, hai cây vuốt nhọn móc vào hai lỗ mũi của Trung Nhạc, hai cây vuốt nhọn móc vào hai lỗ tai của hắn, hai cây móc vào miệng hắn, kéo ngược lên trên, còn lại ba cây thì móc vào quả ba thảo quả thần nhãn của Trung Nhạc. 9 cây vuốt nhọn chụp một cái, hoàn toàn cắt gao khóa chặt hắn lại, không thể động đậy chút nào. Lợi chảo của thần linh Lôi Điểu thoáng phát lực muốn bóp nát đầu lâu của hắn, nhưng lúc này trong ba con mắt của Trung Nhạc chợt lóe lên thần quang, ba cây vuốt nhọn của thần linh Lôi Điểu đang chụp lấy ba con mắt của hắn lập tức bắt đầu tan chảy. Từ trong mi tâm Trung Nhạc, một con đại nhật kim ô vỗ cánh bay ra, chính là chân linh tiên thiên kim ô của hắn. Hắn không kịp đi công kích tôn thần linh Lôi Điểu trên đỉnh đầu kia, bởi vì cây kim bổng của tôn thần linh Kim Thủy Bạo Viên thần tộc đã quét ngang tới, cho nên hắn chỉ có thể tế khởi chân linh tiên thiên kim ô để đón đỡ. Lợi chảo của tôn thần linh Lôi Điểu kia phát lực, vậy mà xốc lên xương đầu lâu của hắn. Cái mỏ chim khổng lồ mở ra, vô số lôi quang vô biên hội tụ lại trong cái mỏ, dự định phun vào trong não tương của hắn. Lúc này chân linh kim ô vỗ cánh bay ra, song chảo chụp lấy song chảo của thần linh Lôi Điểu, mở ra cái mỏ chim cắn vào cái cổ của thần linh Lôi Điểu, mà một cái lợi chảo còn lại thì chụp vào lồng ngực của thần linh Lôi Điểu, xoạt một tiếng xé mở ra, giờ vuốt thọc vào trong đó, móc đi bùng tim của thần linh Lôi Điểu. Cùng lúc đó, Trung Nhạc tay cầm song đao, hoành đao đón đỡ cây kim bổng đang quét tới kia. Phần xương đầu lâu bị xốc lên chật khép lại, ba con mắt bắn ra ba đạo thần quang, nhất tề bắn thẳng về phía con Kim Thủy Bạo Viên kia. Mà lúc này, hai mặt đại bạt của cỗ thần thi kia chật ầm vang chấn động, từ chính diện đánh tới, phát ra một tiếng trang thật lớn, chấn cho phần xương đầu của hắn bay thẳng lên cao, ngay cả phần não tương cũng suýt chút nữa bị chấn văng ra. Dưới nách Trung Nhạc nhanh chóng diễn sinh ra một cánh tay, vươn tay chụp tới, bắt lấy phần xương đầu của chính mình. Phần xương đầu này giống như một cái chén xương vậy, trong chén xương phủ đầy các loại lạc ấn văn lộ đồ đằng. Từ trong chén xương bộc phát ra một cỗ hấp lực khủng bố, xoạt một tiếng đã thu Sơn Thần Chi Linh vào trong chén, sau đó nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc. Trong bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc, cây đèn đồng chợt bay lên, tôn Sơn Thần Chi Linh kia dù sao cũng vô cùng cường đại, mạnh mẽ chấn nát xương đầu của hắn, ý đồ muốn thoát thân, phá vỡ bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc. Nào ngờ cây đèn đồng đã vặn vẹo không gian, thu tôn Sơn Thần Chi Linh này vào trong cây đèn, biến mất không thấy đâu nữa. Thế phẩm thứ tư. Cùng lúc đó, phần xương đầu mới trên đỉnh đầu của Trung Nhạc nhanh chóng diễn sinh trở lại,
bảo vệ tốt phần não tương. Cỗ thần thi kia tay cầm hai mặt đại bạt, không ngừng giao thoa tung bay, chém về phía đầu lâu của hắn. Trung Nhạc gầm lên một tiếng, hóa thành chân thân phục khi, cái đuôi rắn khẽ quẫy một cái, quấn lấy hai chân của cỗ thần thi kia, hạn chế hành động của hắn. Sáu nắm tay trong tám cánh tay không ngừng đánh lên mặt cỗ thần thi kia, đập ra trên mặt của hắn một dấu quyền ấn thật lớn, thật sâu. Mà con kim thủy bạo viên kia lách người tránh thoát ba đạo thần quang, một gậy đâm về phía trái tim Trung Nhạc. Lực lượng khủng bố ầm ầm chấn động, không gian không ngừng run rẩy. Trung Nhạc song đao giao thoa, hai thanh thần đao kết hợp lại với nhau, hóa thành một quyển thần minh thái cực đồ chắn lại ở trước ngực. Ao ao ao! Thần viên ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng hoàn toàn bạo phát. Cây kim bổng đâm thẳng vào trong thần minh thái cực đồ, vậy mà không ngừng đột phá về phía trước. Lực lượng khủng bố của thần viên lại có xu thế muốn đâm xuyên qua thái cực đồ. Trung Nhạc mặt không biểu tình, hai tay đột nhiên thọc vào trong thái cực đồ, dùng sức kéo ra. Thần ma thái cực đồ lập tức biến thành hai thanh thần đao giao thoa kéo qua. Cái đầu của con thần viên kia nhất thể bay lên, mà thanh kim bổng thì soạt một tiếng đâm thẳng vào lồng ngực của hắn, xuyên ra từ phía sau, mang theo một đám máu tươi. Trái tim của hắn đã bị một gậy này đâm cho vỡ nát. Khí huyết toàn thân Trung Nhạc cấp tốc giảm xuống, hắn cua đao vỗ mạnh lên trên cây kim bổng một cái. Cây kim bổng phốc một tiếng từ sau lưng hắn bắn thẳng ra ngoài. Thần tâm trong lồng ngực hắn điên cuồng diễn sinh, khiến cho khí huyết hắn khôi phục trở lại như cũ. Thật lợi hại, Trung Sơn thị nhân tộc, thật lợi hại. Xa xa trên một tòa tế đàn chợt vang lên một tiếng cười to kinh thiên động địa. Một cỗ thần uy khủng bố điên cuồng ba động, thần quang xung thiên. Một tôn thần linh phục sinh bật cười ha hả nói: Bốn tôn thần linh hợp lực vây công, không ngờ lại có thể bị ngươi giết chết một tôn, hàng phục một tôn, trọng thương một tôn. Hiếm thấy, thật hiếm thấy à. Quỷ Long, người ta dùng bất tử chi thân của ngươi để ứng chiến kìa, ngươi có ý kiến gì không? Một tôn thần nhân, một chân, nửa long, nửa châu, đứng sừng sững trên một tòa tế đàn gần đó, khẽ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng, hút mạnh một hơi, lồng ngực gồ lên. Không có ý kiến gì, chỉ muốn đánh chết hắn ta, Dực Hổ, ngươi tới giúp ta một tay. Tôn thần linh Quỷ Long này phóng người nhảy lên, bay thẳng về phía Trung Nhạc. Gần đó, một tôn thần linh đầu hổ, thân người hai cánh, bật cười ha hả. Cặp cánh chim chấn động, cũng phóng người bay tới. Tôn thần linh này dùng nắm tay làm chùy, không ngừng ầm ầm đùng đùng đập lên trên người của tôn thần linh Quỷ Long kia. Nhất thời, tiếng trống rung trời không ngừng vang lên. Tiếng trống như lô đỉnh vang vọng, chấn cho không gian xuất hiện từng đạo vết rách. Mỗi một lần tiếng trống vang lên, âm ba gần như biến thành thực chất, tạo thành từng đạo sóng gợn trùng kích thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc bị tiếng trống khủng bố trùng kích, thân bất do kỷ bay ngược về phía sau. Toàn thân ở giữa không trung không ngừng thổ huyết, mà cỗ thần thi kia thì lập tức thoát khốn, khuôn mặt giống như được thổi phồng lên vậy, nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Hai tay của hắn cầm hai mặt đại bạt, không ngừng điên cuồng vỗ mạnh, đuổi theo chém giết Trung Nhạc. Lại có thêm một tôn thần linh nhai tí bật cười ha hả, tay cầm lấy một kiện thần binh hình thái tỷ bà sống lại, phóng người bay thẳng lên cao. Hắn ôm kiện thần binh tỷ bà ở trước ngực, tiếng tỷ bà sụt sùi không rung động bằng tiếng trống, không chói tai bằng thanh âm của đại bạt, nhưng lại là vấn vương không dứt, triển nhiễu không tan. Khi thì trầm thấp gần như không thể nghe thấy, khi thì lại đột nhiên cao vút bay bổng, khiến cho hồn phách cũng phải nứt vỡ. Thần linh Dực Hổ lấy tay làm chùy gõ vang Quỷ Long thần cổ, thần ti hai tay đập loạn đại bạt, thần linh nhai tí tay gảy đàn tỳ bà. Thân hình bốn tôn thần linh ở giữa không trung giao thoa, đoàn đoàn bay lượn xung quanh Trung Nhạc. Thân hình bốn tôn thần linh lúc gần lúc xa, chật trái chật phải, đột nhiên giao thoa, đột nhiên hoán vị, bao vây hắn vào giữa. Tiếng trống, tiếng bạt, tiếng tỳ bà từ bốn phương tám hướng không ngừng oanh kích tới, bởi vì bọn họ hoán vị vô cùng xảo diệu. Các loại lực lượng oanh kích lên trên người Trung Nhạc, vậy mà luôn duy trì một loại trạng thái cân bằng, khiến cho hắn bay không đi, rơi không xuống, lên không được. Rõ ràng là muốn oanh chết hắn luôn ở nơi này. Đám thần linh này mặc dù đã bỏ mình, nhưng đạo hạnh cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù thần linh không có nhục thân, thực lực so ra còn kém xa thần minh còn sống, nhưng ý thức chiến đấu trước đây vẫn còn, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn. Lần này bốn tôn thần linh liên thủ, trận thế vô cùng xảo diệu, hoàn toàn đã dồn Trung Nhạc vào tử địa. Xương cốt toàn thân Trung Nhạc vang lên thanh âm nổ vang, răng rắc răng rắc. Thân thể không ngừng bị thần thông âm ba cắt trúng,
xuất hiện từng đạo vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, thậm chí có nơi còn huyết nhục vỡ tan, có thể thấy được xương trắng. Lực tràng nguyên đan, mở! Trung Nhạc há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngụm máu còn có một quả cửu chuyển nguyên đan bay ra, ong một tiếng mở ra, hóa thành lực tràng thái cực. Trong thái cực, đại nhật minh nguyệt lên lên xuống xuống, âm dương nhị khí cuộn trào, thần khí ma khí bay lượn, ra bốn tôn thần linh vào bên trong. Pháp lực của bốn tôn thần linh nhất thời vận chuyển trì trệ. Trung Nhạc phóng người nhảy một cái, nhảy ra khỏi lực tràng nguyên đan, vươn tay chụp tới, chỉ thấy lực tràng nguyên đan phương viên mấy ngàn dặm cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một quả nguyên đan tròn trịa bị hắn nắm ở trong tay. Trung Nhạc vung tay lao một cái trên quả nguyên đan, thân thể bốn tôn thần linh trong nguyên đan đại chấn, thế nhưng cũng không bị gạt bỏ. Bốn tôn thần linh trái lại nhất tề thôi động thần binh của mỗi người, bề mặt nguyên đan nhất thời chẳng chịt vết nứt. Sắc mặt Trung Nhạc cải biến, bấm tay búng một cái, quả nguyên đan bay vào trong bí cảnh nguyên thần sau đầu. Trong bí cảnh nguyên thần, cây đèn đồng mở nắp ra, quả nguyên đan bay vào trong cây đèn, sau đó lại gào thét bay ra, không chút tổn hại. Tế phẩm thứ 8. Trung Nhạc há miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Thần viên khống hải. Lúc này, tôn thần linh kim viên kia phục sinh trở lại trên tế đàn của kim thủy bạo viên thần tộc. Thừa dịp Trung Nhạc đặt chân chưa ổn, liền mang theo cử lãng ngập trời đánh xuống, bao phủ Trung Nhạc vào trong đại thủy. Trong nước biển, con thần viên kia bơi lội nhanh như bay, không ngừng vần quanh Trung Nhạc. Con thần viên này dùng pháp lực của chính mình hóa ra một phiến đại hải, phương viên mấy ngàn dặm xung quanh đều bị nước biển bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy từng tòa tế đàn ở trong nước biển, giống như từng hòn đảo, tràn ngập thần quang sáng ngời. Lại có thêm một tôn thần linh nữa bay tới, chân là đao, lưng đầy gai, là một tôn thần linh của Phi Liêm thần tộc. Tôn thần linh này dùng chân làm đao, nhấc chân chém mạnh về phía đỉnh đầu của Trung Nhạc. Mà lúc này, đại địa ầm ầm chấn động, một tôn thần linh của Câu Xà thần tộc đột nhiên từ dưới đại địa chu lên, lao vào trong đại thủy, toàn thân như con rết, tay chân đầy móc câu, chụp lấy thân thể Trung Nhạc, cười ha hả nói: "Trung Sơn thị nhân tộc, những thần linh kia đã bị ngươi giấu ở nơi nào rồi?" Thân thể Trung Nhạc không ngừng vẫy động, nhưng cũng không thể hất văng tôn thần linh Câu Xà thần tộc này ra được. Đột nhiên, nhục thân của hắn chợt cấp tốc thu nhỏ lại, thân thể tôn thần linh Câu Xà thần tộc kia cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, vẫn như cũ bám chặt lấy hắn, khiến cho hắn không thể nào dễ thoát. Lúc này, Sư Bất Dịch đã đánh tan đại trận do cường giả Sơn thần tộc bày ra, toàn thân đầy dẫy vết thương. Hắn nhìn thấy Trung Nhạc bị dìm vào trong nước, lại bị thần linh Câu Xà thần tộc quấn lấy, xung quanh còn có một con thần viên tới lui như điện trong nước, còn có thần linh Phi Liêm thần tộc lấy chân làm đao liên tục chém xuống. Trong lòng Sư Bất Dịch không khỏi cả kinh, phóng người nhảy vào trong đại hải. Chín cái đầu của hắn không ngừng lay động, thân thể càng lúc càng lớn, dự định thi triển thần thông sư thôn thiên địa, hút phiến biển rộng này vào trong bụng. Đột nhiên, từ sau lưng của hắn chợt bay tới một đạo kim quang, đánh cho con đại sư tử này lăn lông lốc trên mặt biển, bay ra xa mấy trăm dặm. Sư Bất Dịch vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn thần linh thần cưu đang vỗ cánh bay tới. Cặp mắt bắn ra hai đạo thần quang, giống như hai thanh thần kiếm vèo vèo bắn về phía chính mình. Thần minh đã chết cũng dám quất tháo trước mặt sư mỗ sao? Sư Bất Dịch cười lạnh một tiếng, lắc mình hóa thành một tôn thần nhân chín đầu, tám cánh tay tế khởi bất cực cung binh, đang định giết tới. Đột nhiên, tôn thần linh thần kiêu kia chợt mở miệng thổi một cái, nhất thời hắc phong ba động, một mùi hôi thối xông lên sộc mũi, bao phủ toàn thân Sư Bất Dịch. Chín cái đầu của Sư Bất Dịch không ngừng nôn mửa, cơ hồ phun ra toàn bộ tim gan phèo phổi, cảm thấy nhục thân và nguyên thần cũng đều tê dại, cơ hồ không còn chút khí lực nào nữa. Yêu tộc và nhân tộc đều là thức ăn của thần tộc ta, tồn tại thấp hèn, hèn mọn nhất mà thôi. Tôn thần linh thần kiêu kia cười sằng sặc quái dị, cặp mắt bắn ra hai đạo thần quang, xuyên thấu lồng ngực của Sư Bất Dịch, thả người đáp xuống bên cạnh của hắn, cũng không tiếp tục công kích, chỉ lặng lặng chờ đợi hắn chảy máu tới chết. Hắn cười khằng khặc nói: "Yêu tộc sinh ra mấy tôn yêu thần, địa vị mới miễn cưỡng tăng lên một chút. Thần tộc chúng ta ngoài mặt kính trọng các ngươi một chút, nhưng yêu tộc vẫn là ăn thì ăn, giết thì giết. Bây giờ nhân tộc cũng muốn nơi theo yêu tộc hay sao? Thật sự buồn cười. Mà buồn cười nhất vẫn là con đại sư tử này. Không ngờ ngươi lại đi trợ giúp nhân tộc. Thật ra chúng ta khi dễ yêu tộc các ngươi, các ngươi hẳn là nên đi khi dễ nhân tộc mới đúng." Bản thân hắn thích ăn xác chết, cho nên dự định
đợi sau khi Sư Bất Dịch chết rồi mới lại ăn thịt hắn. Sư Bất Dịch mạnh mẽ để tăng lực lượng, dự định giết về phía hắn. Nào ngờ Tôn Thần Linh thần kiêu này lại thở ra một hơi nữa, khiến cho con đại sư tử này lại nôn mửa như điên thêm một trận, toàn thân bùn rùn vô lực. Bên dưới, trong đại hải đột nhiên chuyển tới một cỗ nhiệt lực cuồn cuộn, biển rộng nhất thời sôi trào. Ngay sau đó, nước biển liền bốc hơi sạch sẽ. Trong tay Trung Nhạc cầm một gói thái dương rượu kim giơ lên cao quá đầu. Gói thái dương rượu kim to lớn như núi, dễ dàng khiến cho phiến biển rộng bốc hơi. Sau đó, vung tay nện thẳng gói thái dương rượu kim này về phía con thần viên kia. Con thần viên kia giơ tay lên đón đỡ tòa thần rượu thần kim này, mặc dù hắn có thể ôm lấy được nhưng lại bị đập cho liên tiếp lui ngược về phía sau. Đốt! Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, thái dương thần hỏa đến từ hạch tâm thái dương trong khối rượu kim thần sơn này nhất thời ầm ầm bạo phát, xoạt một tiếng đã thiêu đốt con thần viên kia bốc hơi không còn một mảnh. Mà lúc này trên người Trung Nhạc đã bị Tôn Thần Linh Phi Liêm kia chém trúng hơn 10 đao. Hắn dựa vào bất tử chi thân mạnh mẽ chống đỡ, chỉ là mãi vẫn luôn bị Tôn Thần Linh Câu Xà Thần Tộc kia ôm chặt lấy, không thể thoát thân. Người mạnh mẽ, ta càng mạnh hơn. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, cái đuôi rắn quay lại quấn lấy thân thể Thần Linh Câu Xà Thần Tộc, dùng sức siết chặt, ngược lại gắt gao quấn chặt lấy hắn. Mãng cổ! Trung Nhạc quay đầu lại, đối diện khuôn mặt của Thần Linh Câu Xà Thần Tộc. Sau đầu hắn hiện ra một con lục mục tinh thiềm ngồi chồm hổm giữa không trung, há miệng giống lớn một tiếng. Tôn Thần Linh Câu Xà Thần Tộc kia bị hống toàn thân bùn rủn, không khỏi buông Trung Nhạc ra, định chui vào trong đại địa bỏ trốn. Mãng cổ, mãng cổ! Con lục mục tinh thiềm kia vẫn tiếp tục hướng về phía hắn giống lớn, mạnh mẽ chấn vỡ Tôn Thần Linh này, hóa thành một cỗ linh quang quay trở lại trên tế đàn, tiến hành phục sinh trở lại. Trung Nhạc sau khi giống chết Tôn Thần Linh Câu Xà Thần Tộc, lại tế đao chém về phía Tôn Thần Linh Phi Liêm kia. Sau đó hắn lại giơ đao phóng tới bên cạnh Thần Linh Thần Kiêu, giơ tay chém xuống. Hắn xoạt một tiếng đã chặt xuống cái đầu chim, ngay sau đó thân hình lóe lên phóng tới trên tế đàn của Câu Xà Thần Tộc. Tôn Thần Linh của Câu Xà Thần Tộc kia vừa mới phục sinh lại, đã thấy con lục mục tinh thiềm hướng về phía chính mình không ngừng mãng cổ giống lớn, lại một lần nữa bị mạnh mẽ chấn vỡ. Con lục mục tinh thiềm này cứ như vậy ngồi xổm trên tòa tế đàn này, không ngừng điên cuồng hống lớn, khiến cho hắn vỡ tan lại trọng sinh lại vỡ tan, không ngừng tuần hoàn sinh tử như vậy. Trung Sơn Thí, ngươi thật khốn kiếp ba! Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay ra bắt lấy Tôn Thần Linh Câu Xà Thần Tộc vừa mới một lần nữa phục sinh này, nhét vào trong bối cảnh nguyên thần của chính mình. Ngươi không phải muốn biết ta thu đám thần linh kia ở nơi nào hay sao? Ngươi tới gặp mặt bọn họ liền biết ngay thôi. Ở phía xa xa, phong vân chợt ầm ầm chấn động, đột nhiên lại có năm tòa tế đàn nữa từ đằng xa bay tới, từ Nam Hoang tiến vào Tây Hoang. Năm thanh âm nổ vang truyền tới, năm tòa tế đàn đã đáp xuống trong thần chiến chi địa. Trên tế đàn trung ương, thanh Bất Long Chấn Thiên Phủ tàn tạ rách nát, lên xuống chìm nổi trong thần quang. Từng gã luyện khí sĩ của Trúc Dung Thị và Hạ Thị nhao nhao quỳ bái về phía tế đàn, thành kính khẩn cầu tế tự. Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm ngẩng đầu nhìn về phía Trung Nhạc, khẽ mỉm cười nhàn nhạt nói: Trung Sơn Thí, nếu không phải Phong Đại Tế Ti thông báo cho chúng ta còn không biết ngươi lại muốn ở chỗ này xông quan. Trọng Lê thần tộc chúng ta dù sao cũng từng là thần tộc của Tây Hoang, ngươi muốn xông quan còn phải tính thêm Trọng Lê thần tộc chúng ta một phần kia. Trên năm tòa tế đàn của Trọng Lê thần tộc kia, ngoại trừ Bắt Long Chấn Thiên Phủ ra, còn có nhục thân của hai tôn thần nhân võ đạo và hai tôn thần linh Trúc Dung Thị. Lúc này nhận được sự quỳ lạy tế tự của đám luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc, bốn tôn thần nhân võ đạo và thần linh Trúc Dung Thị kia bắt đầu sống lại, mà uy năng của Bát Long Chấn Thiên Phủ cũng đang dần dần tăng trưởng. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời ngưng trọng, hắn đã bắt giữ 6 tôn thần linh, còn có một tôn quỷ thần chiến linh bị hắn chấn áp trong thức hải. Ngoại trừ cái này ra, còn có 3 kiện thần binh trên 3 tòa tế đàn cũng bị hắn thu hồi, chấn áp trong cây đèn đồng. Còn có thần linh lôi điểu trên tòa tế đàn đang được chân linh tiên thiên kim mô của hắn bảo vệ kia nữa. Mỗi một lần tôn thần linh lôi điểu kia vừa phục sinh liền bị kim mô đánh chết một lần, khiến cho trong thần chiến chi địa có tới 11 tòa tế đàn trống rỗng. Nhưng 11 tòa tế đàn trống rỗng so với tổng số mấy trăm ngàn tòa tế đàn ở nơi này bất quá chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi.
vẫn còn có mấy ngàn tòa tế đàn đang tản mát ra thần quang cùng thần uy khủng bố. Trên tế đàn, hoặc là thần linh, hoặc là thần thi, hoặc là thần binh đang nhao nhao phục sinh. Ngoài ra, vẫn còn có mấy trăm ngàn tòa tế đàn vẫn chưa được tế tự kích hoạt nữa. Mà lúc này, thân thể của hắn cũng đã bị thương tổn không nhẹ, toàn thân sư bất dịch cũng bị thương tổn chồng chất. Muốn sống sót rời khỏi phiến thần chiến chi địa này đã là hy vọng xa vời. Hắn có thể có được chiến tích như hiện tại cũng đã là tương đối bất phàm. Nếu không phải lúc trước từng lịch lãm trong lôi kiếp đạt được 49 đóa đạo hoa, hắn nhiều nhất chỉ có thể chiến đấu sinh tử với một tôn thần linh mà thôi. Mà hiện tại đối mặt với sự vây công của 4 tôn thần linh, không ngờ hắn lại có thể thắng hiểm như vậy. Với cảnh giới chân linh cảnh viên mãn hiện tại của hắn, phần thành tựu này có thể nói là đã chấn động cổ kim 5 vạn năm. Bất quá, đây chỉ là một lần thăm dò thực lực của hắn, thăm dò sâu cạn của hắn. Ở đây có nhiều thần linh như vậy, tự nhiên không có khả năng đồng thời công kích hắn được. Bắt đầu chân chính giao chiến, xung quanh trung nhạc chỉ có 10 điểm công kích, là 8 hướng, cộng thêm 2 phương trên dưới mà thôi. Bởi vậy, cùng một lúc nhiều nhất chỉ có thể có 10 tôn thần linh đồng thời công kích hắn. Mà nếu là bày bố trận thế, dưới tình huống nhiều nhất sẽ có 108 tôn thần linh đồng thời công kích hắn. Vượt qua 108 tôn, trận thế sẽ trở nên vận chuyển trì trệ. Nếu như là đại trận không gian hệ, vậy sẽ có thể càng nhiều hơn, mượn không gian vặn vẹo trọng điệp dung nạp càng nhiều thần linh hơn, uy lực cũng càng đáng sợ hơn. Chỉ là thần linh không phải là thần minh, đã không có nhục thân, thực lực không bằng được lúc còn sống, không thể tiến hành vặn vẹo không gian. Đương nhiên đám thần linh này khẳng định cũng không có kinh nghiệm cộng đồng kết trận kháng địch, cho nên tình huống nguy hiểm nhất chính là 10 tôn thần linh đồng thời tiến công, hơn nữa còn là cuồn cuộn không ngừng tiến công. Cho dù trung nhạc chém chết một tôn thần linh, sẽ lập tức có một tôn thần linh khác bổ sung chỗ trống. Mà thần linh bị hắn chém chết sẽ lại phục sinh trên tế đàn, một lần nữa gia nhập chiến trường, do đó sẽ hình thành một loại cục diện xa luân chiến, không ngừng cuốn lấy hắn, mãi cho tới khi giết chết hắn mới thôi. Hiện tại, 5 tòa tế đàn của Trọng Lê thần tộc đã tới, hơn nữa còn mang theo Bát Long Chấn Thiên Phủ cùng tới. Không thể nghi ngờ chính là muốn đoạn tuyệt hết thảy sinh lộ của hắn. Bát Long Chấn Thiên Phủ mặc dù đã bị Ích Tà Thần Hoàng đánh thành tàn tạ, rách nát, thế nhưng dù sao vẫn là thần binh cấp thần hầu. Kiện bảo vật này không thể nghi ngờ chính là trọng khí cường hãn nhất ở đây. Nếu như được thôi động, bộc phát ra toàn bộ uy năng, sợ rằng chỉ một kích sẽ khiến cho trung nhạc lập tức hình thần câu diệt. Quan trọng là Trọng Lê thần tộc rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng của Bát Long Chấn Thiên Phủ đây. Phong Đại Tế Tí, Phong Vô Kỵ sao? Trung nhạc khít mạnh một hơi. Lúc trước Phong Vô Kỵ đã đến mùi thất bại từ chỗ của hắn. Bản thân kẻ này giành nhất chính là mượn lực, mượn ngoại lực diệt trừ ngoại địch, đục nước béo cò, để cho chính mình trở thành kẻ thắng lớn. Trung nhạc ước chiến với các thần linh ở Tây Hoang, ở thần chiến chi địa, khẳng định là không thể gạt được tai mắt của hắn. Hắn cổ động Trọng Lê thần tộc tới đây góp vui, chỉ sợ cũng là lòng dạ khó lường. Phong Vô Kỵ giỏi về mượn lực, mà chính mình lại không muốn xuất đầu, khí phách cuối cùng vẫn là nhỏ một chút rồi. Lần này Bát Long Chấn Thiên Phủ cũng đã xuất hiện, quả thật đã có thể uy hiếp được ta. Bất quá ta cũng không phải là không có sức đánh một trận. Sắc mặt trung nhạc lạnh lùng nghiêm nghị, vươn tay lấy ra Thái Dương thần đao. Thanh thần đao này đón gió lớn lên, phát ra đao quang vạn trượng, cảm nạm khối Thái Dương diệu kim kích thước to lớn như núi kia vào trong chuôi đao. Sau đó Thái Dương thần đao nhanh chóng thu nhỏ lại, khối Thái Dương diệu kim kia cũng theo đó thu nhỏ lại. Hiện tại thanh thần đao này trở nên vô cùng nặng nề, trung nhạc cầm trong tay cũng cảm giác có chút cật lực. Hiện tại hẳn là phải xuất toàn lực mới có thể ứng đối rồi. Trung nhạc thấp giọng lẩm bẩm, hắn cũng không phải là luyện hóa Thái Dương diệu kim vào trong thần đao. Luyện hóa Thái Dương diệu kim vào trong thần đao hiển nhiên là có thể đề thăng uy năng của Thái Dương thần đao, nhưng đồng dạng cũng sẽ làm giảm đi chất liệu của thần đao, lợi bất cập hại. Hắn chỉ là mượn dùng năng lượng của Thái Dương diệu kim tạm thời đề thăng uy lực của thần đao mà thôi. Trung nhạc lại lấy ra một viên minh châu. Viên minh châu trong sáng như nguyệt, khảm nạm lên chỗ chuôi đao của nguyên tử thần đao. Thần đao khảm nạm minh châu là chuyện rất bình thường, mà viên minh châu này lại không giống như bình thường. Chính là viên minh châu do tiên thiên nguyệt thần luyện hóa nguyệt thạch tạo thành. Nguyên tử thần đao là do nguyên tử thần quang của Thái Dương cấu thành. Bản thân nguyên tử thần quang không có bất kỳ nhiệt lượng gì, là một loại từ quang từ lực cộng thêm minh châu nguyệt thạch sẽ có thể đề thăng uy năng thật lớn.
hắn cắm hai thanh thần đao ra sau lưng, trong mi tâm tọa thủ bao lớp quỷ thần chi linh, đưa vào trong cây đèn đồng bên trong bí cảnh nguyên thần tiến hành chấn áp. Mà chân linh tiên thiên kim mô của hắn thì bắt lấy thần linh lôi điểu bay tới, đồng dạng cũng biến mất trong bí cảnh nguyên thần của hắn, nhất tôn thần linh lôi điểu kia vào trong cây đèn đồng tiến hành chấn áp. Toại thụ ầm một tiếng rơi xuống đất, sợi rễ trở nên vô cùng thô to, thân cây không ngừng dâng lên càng lúc càng cao. Trong khoảnh khắc, đám rễ của cây toại thụ này đã thô to giống như từng dãy sơn mạch, từng sợi rễ giống như sơn mạch cắm rễ vào trong thần chiến chi địa. Cây toại thụ này cực kỳ nguy nga, cao vút đâm thẳng vào trong mây, tán cây biến mất trên thiên không, cành lá nằm ở địa phương cực hàn, tiến vào lôi tầng trên thiên không. Đỉnh tán cây vừa vặn chạm tới sát biên giới lôi tầng thuần dương. Nơi này đã cao tới khoảng chừng 20 vạn trượng. Trung nhạc còn có thể thôi phát cây tuệ thụ này càng cao hơn, thậm chí là xuyên thấu lôi tầng thuần dương. Chỉ là tiến vào lôi tầng thuần dương cũng sẽ ảnh hưởng tới sự an nguy của bản thân hắn. Bốn phía tràn ngập một mảnh áp lực, các thần linh trên từng tòa thế đàn không chút cử động, lặng lặng chờ đợi hắn bố trí. Toàn bộ thần chiến chi địa mênh mông bát ngát, chỉ có thể nghe được thanh âm tế tự du dương trầm bổng mà thôi. Thậm chí gió cũng ngừng thổi, mây cũng ngừng trôi. Trung nhạc đứng dưới tàng cây tọa thụ, thân hình chậm rãi bay lên, hạ xuống trên tán cây, thấp giọng nói: "Đại sư tử, lên đây." Sư Bất Dịch phóng người leo lên tọa thụ. Lúc này sắc mặt con đại sư tử này cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn ra sự hiểm ác đáng sợ của trận chiến này. Nếu Trung nhạc chiến bại, ngay cả hắn cũng là một con đường chết. Chỉ có liều mạng đánh một trận mới có thể có phần chiến thắng. Chỉ là từ việc Trung Nhạc tới khởi tại thụ leo lên gốc thần thụ này mà xem, hiển nhiên là Trung Nhạc muốn đánh một trận tử chiến. Hắn muốn dựa vào tại thụ chống lại công kích của toàn bộ thần linh, thần thi và thần binh trong thần chiến chi địa này. Cây tại thụ này thật sự có thể chống đỡ được sao? Trong lòng Sư Bất Dịch lo lắng bất an. Sâu bên trong thần chiến chi địa, thần quang không ngừng lợn lờ, khuôn mặt và thân hình từng tôn thần linh bao phủ bên trong thần quang. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên quát hỏi: "Chúng sơn thế đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường chưa?" Thân thể Trung nhạc đứng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị, trong thức hải tiến hành quan tưởng hỏa khí cung tọa hoàng, có một loại khí độ cao vút vô biên, phảng phất như là một vị chư thiên chi chủ, vạn thế chi hoàng vậy. "Xin mời." Hắn lạnh nhạt nói, thanh âm bình bình đạm đạm lại truyền khắp thần chiến chi địa. Thần quang lập tức như nước thủy triều tuôn trào về phía này. Từ xa nhìn lại, thần quang đủ mọi màu sắc, giống như sóng lớn ngập trời, dập trời gập đất, bẻ gãy nghiền nát, hung hăng cuốn thẳng về phía tại thụ. Oanh! Thần quang vừa mới cuốn lại, tại thụ ngàn vạn cành lá chập chờn, lá cây ảo ảo tung bay, thân cây lù lù bất động, cắm rễ vào trong đại địa.